Lee Man-hee, nhân vật sáng lập giáo phái Tân Thiên Địa, vào năm 1984 và được các tín đồ xem là bất tử, đã chính thức xin lỗi về việc nhiều thành viên giáo phái nhiễm virus corona, SARS-CoV-2. Thay mặt các thành viên giáo phái, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến người dân, ông Lee nói với giọng run rẩy. Sau đó quỳ gối chập đầu tạ lỗi ngay trên thềm đá, trước cổng nhà thờ Home 2/3 Les Blocs Oi.